Chắc hẳn ai trong chúng ta đây cũng đều xem qua bộ phim Tây Du Ký ít nhất một lần. Vậy các bạn có từng thắc mắc các nhân vật trong phim không? Có rất nhiều nhân vật đặc biệt trong phim như Na Cha, Lý Tịnh, Dương Viễn Nhị Lang Thần, Thái Lượng Lão Quân cùng vô số các nhân vật khác, và không thể không kể đến Tứ Đại Thiên Vương. Đó cũng chính là câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay, nào cùng tìm hiểu về bốn nhân vật này thôi. Tứ Đại Thiên Vương là bốn vị thiên chủ thống lĩnh thiên chúng ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương được coi là người canh giữ thượng giới, bảo vệ nhân gian, chống lại tà ma, ác quỷ. Bên cạnh đó, các thiên vương còn có trách nhiệm trông nom bốn phương cho mưa thuận gió hòa. Nếu bạn để ý, chắc chắn sẽ bắt gặp hình ảnh Tứ Đại Thiên Vương ở các ngôi chùa. Trong Phật giáo, Tứ Đại Thiên Vương còn được biết đến với tên gọi là Tứ Đại Kim Cương. Bốn vị thiên vương có phong thái khác nhau nhưng đầy vẻ uy vũ. Trang phục của các thiên vương khác nhau đó là bốn đại bào màu xanh, trắng, lục, đỏ. Tứ Đại Thiên Vương được coi là vị trí ban cảnh vệ giúp bảo vệ chùa, giữ vai trò giữ gìn Phật pháp, duy trì sự ổn định xã hội, trông nom bốn phương tám hướng để mưa thuận gió hòa. Cũng chính vì lý do đó mà còn được gọi là Hộ Thế Thiên Tôn, Tứ Đại Thiên Vương hộ pháp. Theo kinh Phật của Ấn Độ thì bốn vị thiên vương chính là bốn vị tướng của thiên đế. Theo một truyền thuyết kinh Phật khác, thế giới được chia làm bốn đại châu, mỗi thiên vương sẽ cai quản và bảo vệ một đại châu. Nơi ở của các vị thiên vương đó là đỉnh Đa La, nằm ở ngọn Tu Di và thường được nhắc đến trong kinh sách nhà Phật. Truyền thuyết Trung Quốc đã nhắc tới Tứ Đại Thiên Vương từ thế kỷ thứ 4 nhưng phải đến thời Đường, thế kỷ thứ 7 người dân mới thực sự thờ cúng các vị thiên vương. Mỗi vị thiên vương có 91 con trai, 8 tướng quân giúp canh giữ 10 phương. Tương truyền, vào năm 742, đại sư Bất Không Kim Cương, niệm chú Đà La Ni gọi các vị thiên tướng xuống giúp chống giặc ngoại xâm. Bắc Thiên Vương và Tây Thiên Vương hiện súng đẩy lùi giặc, nhà vua nhớ ơn và xây dựng tượng các vị trong chùa. Sau khi đạo Phật truyền nhập vào Trung Quốc, Tứ Đại Thiên Vương đã có trang phục, binh khí thậm chí là chức trách Hán hóa. Cụ thể, Thiên Vương Tăng Trưởng cầm kiếm vì mũi kiếm được gọi là phong, mũi nhọn lấy chữ đồng âm là phong, gió, chức trách của ngài là phong. Thiên Vương Chỉ Quốc ôm cây đàn tỳ bà, nếu muốn gảy đàn thì phải điều chỉnh các dây nên lấy chữ điều, và chức vụ của ngài là điều. Thiên Vương Đa Văn cầm cái dù, vì trời có mưa thì mới cầm dù nên lấy chữ vũ mưa và chức vụ là vũ. Thiên Vương Quảng Mục có con rồng cuốn ở trên tay vì rồng và rắn đều phải thuận, nên đã lấy chữ thuận, chức vụ của ngài là thuận. Tứ Đại Thiên Vương được cho là đang sống ở tầng trời Tumajika, trên sườn thấp của núi Tu Di, đó là mức thấp nhất của chư thiên dục giới. Họ là người bảo vệ thế giới, chống lại cái ác, mỗi người có thể chỉ huy một quân đoàn của những sinh vật siêu nhiên để bảo vệ Phật pháp. Bạn có thể tìm thấy mối liên hệ giữa bốn phương hướng và các yếu tố, mùa, hành tinh, hay ngũ hành trong thuật bói toán của Trung Hoa. Nhưng các phương hướng được gán cho Tứ Thiên Vương, đại diện cho truyền thống độc lập và không tương ứng với sự kết hợp màu sắc, phương hướng truyền thống của Trung Quốc. Tứ Đại Thiên Vương đều phục vụ Đế Thích Thiên, vị thần lãnh đạo trong cung trời Đao Lợi. Vào các ngày 8, 14, 15 âm lịch hàng tháng, Tứ Đại Thiên Vương sẽ phái sứ giả, hoặc tự mình đi kiểm tra tình hình người dân sinh sống ở nơi mình cai quản, rồi báo cáo công việc với hội đồng các vị Đao Lợi. Theo lệnh của Đế Thích Thiên, Tứ Đại Thiên Vương sẽ đứng canh gác để bảo vệ Đao Lợi Thiên Cung khỏi các cuộc tấn công của Atula Asuras, kẻ phá hoại vương quốc của các vị thần. Và họ cũng phát nguyện bảo vệ Đức Phật, Đạo Pháp, giúp người theo Đạo Phật khỏi nguy hiểm. Những câu chuyện và hình tượng về Tứ Đại Kim Cương xuất hiện trong các bản ghi chép ban đầu của Phật giáo và được phát triển đầy đủ hơn với Đại Thừa sau này. Chúng phổ biến ở trong tất cả các trường phái Phật giáo Tây Tạng. Tứ Đại Thiên Vương xuất hiện trong nghệ thuật Phật giáo tương đối ít, chủ yếu ở các hình thức. Thứ nhất là một thành viên trong số 25 nhân vật bao gồm Phật Thích Ca Mâu Ni và 16 vị La Hán. Thứ hai là bức tranh tường ở lối vào ngôi chùa Phật giáo. Theo truyền thống, các vị thần thế gian không được phép vào trong các ngôi chùa, nên bối cảnh hình thức thứ ba tìm thấy với các bức tranh mạn, Đà La, nơi Tứ Đại Kim Cương được minh họa như các vị thần phụ, những người bảo vệ cửa hoặc ở trong đoàn tùy tùng bên ngoài. Đông Thiên Vương, tiếng Phạn là Dehritarashtra, tiếng Hán Việt là Đa La Sất, còn có tên gọi khác là Chỉ Quốc Thiên Vương, là vị vua trấn giữ phương Đông, mang trọng trách bảo vệ chúng sinh và giữ gìn đất đai mùa màng. Chỉ Quốc Thiên Vương có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, duy trì sự ổn định và còn là thủ lĩnh của các nhạc công trên trời, Càn Thát Bà tiếng Phạn Gandhaver, sống ở phía đông núi Tu Di cõi trời Tứ Thiên Vương. Cũng như các thiên vương khác, Đông Thiên Vương đã tuyên thệ bảo vệ Đức Phật Thích Ca và giáo lý của ngài. Trong Phật giáo, Đông Thiên Vương được mô tả là ôm cây đàn tỳ bà và đó cũng là binh khí của ông. Khi đạo Phật được lan truyền, tên gọi của Chỉ Quốc Thiên Vương có sự thay đổi, chẳng hạn ở Tây Tạng thì tên là Julhosung, ở Thái Lan có tên là Thao Thataro. Tây Thiên Vương được biết đến nhiều với tên gọi là Quảng Mục Thiên Vương, tên tiếng Phạn là Virupaksha, tiếng Hán Việt là Tỳ Lưu Bắc Xoa. Đây là vị thiên vương trấn giữ phương Tây, có nhiệm vụ là quan sát và trừng trị cái ác, bảo vệ luật trời, đạo pháp. Trong văn hóa Ấn Độ, Tây Thiên Vương được coi là thủ lĩnh của Nagas, rắn hổ mang, có con mắt hung tợn để đe dọa các thế lực cản trở việc thực hành Phật pháp. Nhiều người cho rằng cái nhìn của Quảng Mục Thiên Vương có hại cho chúng sinh, nên ngài tránh nhìn họ bằng cách nhìn chằm chằm vào thanh bảo tháp Thiên Vương mang theo. Tây Thiên Vương nguyện tái sinh trong thời Phật Thích Ca tại thế để bảo vệ ngài. Trong Phật giáo Trung Quốc, tay ngài có cuốn một con xích long hoặc cầm một sợi dây màu đỏ. Tất cả đều mang ý nghĩa thuần phục chúng ma, thuần phục ngoại đạo bằng thiện ý của ngài. Quảng Mục Thiên Vương giúp cải tà quy chính, quy kính tam bảo, giúp họ tốt hơn trong tam giới. Nam Thiên Vương có tên tiếng Phạn là Virudaka, tiếng Hán Việt là Tỳ Lưu Ly, là vị vua canh giữ phương Nam, thủ lĩnh của các Kumbhandas, những sinh vật kỳ dị cư trú trên cõi trời trong dục giới. Theo truyền thuyết, Nam Thiên Vương cùng với các vị hộ pháp bảo vệ mẹ của Đức Phật Thích Ca trước khi hoàng tử sinh ra và tiếp tục trợ giúp ngài trong suốt cuộc đời truyền dạy đạo Phật. Tăng Trưởng Thiên Vương sống ở phía Nam núi Tu Di, sử dụng quyền năng của mình để bảo vệ chúng sinh, ngăn chặn mọi thứ phá hoại Phật pháp. Trong Phật giáo Đông Á, Nam Thiên Vương được xem là vị thiên vương phát triển thế giới, mang trọng trách hộ trì Ta Bà, giúp thế giới phát triển không ngừng. Để phát triển thiện căn, con người phải tu hành, trao dồi học vấn, năng lực, trí tuệ thì mọi thứ mới phát triển bền vững, tăng trưởng. Còn trong nghệ thuật Phật giáo, Nam Thiên Vương được mô tả với hình tượng tay cầm bảo kiếm để tiêu trừ cái xấu.
Theo một số ghi chép cho rằng sự đụng chạm của ông có hại tới chúng sinh, nên ông mang theo một thánh kiếm để ngăn chặn họ tới gần. Bắc Thiên Vương có tên tiếng Phạn là Vaisravana, tiếng Hán Việt là Tỳ Sa Môn, là vị vua cai quản phương Bắc và chính là thủ lĩnh của tứ đại thiên vương. Nhiều học giả cho rằng Đa Văn Thiên Vương được tạo ra dựa trên cảm hứng từ thần Kubera trong đạo Hindu của Ấn Độ. Mặc dù các vị thần của đạo Phật và đạo Hindu có chung một số đặc điểm, cả hai đều có chức năng và câu chuyện thần thoại khác nhau. Bắc Thiên Vương được xem là con trai của nhà hiền triết Visrava. Theo thuyết của người Ấn thì ông tu luyện ngàn năm, được đấng sáng tạo Brahma ban cho sự bất tử, giàu có và là người có trách nhiệm canh giữ kho tàng ở hạ giới. Đa Văn Thiên Vương thường xuất hiện với khuôn mặt màu vàng, mang một chiếc ô giống như một dấu hiệu cho thấy sức mạnh che chở của mình. Có lúc ông cũng xuất hiện với một con cầy Mangat, được thể hiện như đang phun ra những đồ trang sức. Cầy Mangat chính là kẻ thù của loài rắn biểu tượng của lòng tham, thù hận. Việc phun ra đồ trang sức thể hiện sự hào phóng của thủ lĩnh của tứ đại thiên vương. Đó là tất cả những thông tin về tứ đại thiên vương. Nếu có thêm thông tin xin hãy để lại dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại.